Thường nhậu thì chắc bà chúng nghe này mà nha, còn bà là nghe chúng nha. Không bông cười quên đi. Đi 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 không gửi đi tôi lúc giờ nhá. Trời ơi chưa che rồi. Ok. Rồi xíu nữa đá xin đi thôi. Ba, không chịu cái gì vậy trời, cái gì vậy? Ai đã chim là biển. Đã công chuyện rồi. Đã chim thì ba biết chức quen chức nào mà gây nguy hiểm là chọn cái chức nào đúng lên. Sẽ tự động báo. Đúng. Tội nghiệp quá. Chào mừng đến với sự hỗn loạn này. Trời ơi. Trời ơi. Ơi. Đi một công việc tuần này. Tính xin tôi là gì? Cứu. Cứu. Anh tí. Tí tư. Xin là xin vinh bịt cụ. Tôi không biết làm cái quest cái này. Cái gì không? Đi theo lộng content. Đi theo lộng content. Lộng content nữa chứ. Hao chú đập. Giết mày kìa, giết mày kìa. Cúc. Mà mày cúc. Cúc. Mà được. Hả? Xin thông báo với mọi người là chúng ta phát hiện được một con dịch rồi đó. Thôi. Tôi thấy hai được Donen với A là chui vô được luôn á, hay chứ. Ừ, vót ông A trước. Để tôi giải thích nè, cái màn xương đỏ, cái lên bản đồ đi. Cái khu vực đỏ đó, mấy con ngỗng sẽ không vô được. Chỉ có dịch và thế giới thứ ba, tôi không biết rõ có không, nhưng mà vô được á. Bây giờ vót A với Donen trước đi. Tại vì hai người đó đi ra từ màn xương nè. Trước ta trước tôi thấy A đi quá hiền đảm nè. Bịt 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 bịt. Tôi không biết gì cả, tức là không phải theo tôi. Ê, ông sai là ông chậm là ông vô màn sương mù đâu. Tự bắt tôi chậm. Tự quỷ, tự quỷ. Chưa. Tại vì chọn ông kia. Hả? Nani? Quét, quét liền. Nani? What happened? Cái gì đứng đây vậy? Làm quét. Yên tâm đi, tôi cũng... Mà trên đồng... À đúng rồi, nãy cũng có một ông SGVN gì tôi không nhớ. Nhưng mà ông cũng chui từ mặt xương ra. Gì không. Ba? Tại vì tôi thấy bốn dáng mà... Một mớ người trong đó mà. Ủa kia chứ tôi không xin mạnh mấy má. Đùa cậu đi luôn cho khỏe. Công của đội họ tự vote mình cũng được. Bruh. Đứa nào vote tôi đây? Ai vote VK vậy? Đứa nào vote tôi? Có dáng đẹp, có dáng đẹp. Tôi ấy. Có dáng đẹp à? Tôi vậy? Có không? Ê kìa sao bắt cua vào vậy? Ông nhâm ngon. Cục phân bắt Philip. Cục chung mi biết gì vậy? Con này con gì vậy? Né tôi nè nhé nhu nha. Chút ô, cái này chơi xem. Ow. xin báo đi. Đi đâu? Đi đâu? Ở con dao 15cm đây, chạy đi. Ơ 15 xăng thì được. Đi đâu? Lại đây. Ê, ổ nha. 15 xăng thì được. Thì vào vừa được, 15 xăng thì chấp nhận. Ôi dồi ôi. Lại đây, 15 xăng. 15. Được. 15 xăng. Ơi, tức mày mà mấy cái chứ. Biêu quỷ xét, đi ơi quỷ xét. Kẻ cầm lệnh ám sát nhà truyền giáo. Ủa đâu có sinh ra ngực da đâu mà chết gì ngang xương vậy? Đúng. Làm thế là bất lợi. Nếu giờ chưa có thông tin gì thì bỏ qua nhé. Có ai nhận phòng không vậy? Có ai nhận phòng thời gian. Không quên. Đứa nào vớt tao hả? Cọc thế bạn. Cọc thế bạn Hiền. Tôi cũng bị mốt. Nhau. Tin được không? Cái sát trùng tầm mà. Anh. Ơ? Chết rồi. What happened? Câu chuyện là tớ chỉ thổi kèn cho Chucky xem thôi. Cái gì vậy? Vốt bèo. Ê, đấy các bạn, này thì thổi kèn cho YouTube xem. Có kèn kèn không? Có thông tin. Thấu rồi bạn ơi. Đợi chút. Mọi người sẽ hối hận rồi. Thể xác trùng thật. Mika với bị vốt kìa. Đứa nào vốt từ hoài thế? Vốt hoài ca.
Tưởng sao quá vậy? Quá vội quá chưa, rồi. Chưa thông tin gì cả. Cái này sao lại nó loạn quá. Ê, chứ con với bà mày sao nhìn giống như như cái... Ôi trời, Rian thích người, manh động quá. Rian còn gì nên nói không nhỉ? Mika bước theo chính chúa rồi. Hả? Tôi gọi Yuki đi theo tôi, Mika đâu có nuốt. Duy nuốt, ok nãy sao nói là Duy nuốt hoặc là ai đó gần gần đây nuốt. Vậy báo nói thêm tức là báo nuốt, ok. Hả? Báo dí nè, báo dí nè. Báo dí từ nãy giờ luôn á. Mèo heo. Chúng ta có đang tự tàn sát lẫn nhau không ta? Chứ tôi thấy tôi nghĩ chắc kia rồi đó. Dí thì dí, dí ghê quá. Vẫn chưa thắng à? Vẫn chưa, tức là có gì đó xuống rồi đây. Tôi là tình nhân với ông màu hồng. Tôi là người Canada, cướp kiểu gì? Canada mà sống dài vậy. Này có Yuki, Mika đi. Báo tôi đi cùng nhau mà sao có thể không mà mình sống nhỉ? Ấy giờ con này nhìn nó béo nhỉ? Đúng Mika. Có ai muốn tuổi kèn không? Bây giờ còn thiếu ai, còn thiếu ai? Nhóm mình còn thiếu ai? Còn thiếu hai ông nào ấy tôi quên rồi. Báo. Ok, báo, tí nữa vô báo. À, báo tao cái... Báo dây là... Báo tiếng người. Báo gì? Báo tiếng người. Báo gì đúng không? Báo tiếng người, sao lại đi với tôi nè? Báo gì nè? Báo tiếng người rồi. Có phát rồi. Báo chết à? Nếu như báo chết thì người kia giết, tức là Duy. Rồi vote Duy nào. Cùng nhau vote Duy nào. Alo? Duy à? Duy ơi? Bạn còn gì để chăn chối không? Xin là xin Vinh Bê Cô. Nhảm nhất không bị dính bẫy. Rồi xong. Thank you.